Cụ bà hai lần thoát nạn khi nấu ăn trong bếp. Chiếc nồi áp suất nổ tung khiến cụ bà hoảng sợ khi đang đứng trong bếp nấu ăn. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống hút mùi cũng rơi sập đúng vị trí cụ bà vừa đứng trước đó vài phút. Đoạn clip được trích từ camera giám sát tại thành phố Ít Dương, tỉnh Quảng Đông vào ngày 5 tháng 6. Theo clip, một chiếc nồi áp suất cao bất ngờ phát nổ đúng lúc một cụ bà lớn tuổi đang nấu ăn trong bếp. Nhà bếp bốc khói và bếp lò sau đó cũng vỡ tan cùng với máy hút mùi rơi xuống sàn. May mắn là cụ bà lớn tuổi chỉ bị giật mình chứ không bị thương. Được biết, vụ nổ có thể do van xả áp của chiếc nồi bị tắc hoặc do thức ăn bên trong nồi quá nhiều, dẫn đến áp suất quá lớn gây ra vụ nổ. Chú Nai bị tông bay xuyên qua kính chắn gió xe buýt. Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra ở Rhode Island, Mỹ làm ba hành khách trên một chiếc xe buýt công cộng bị thương. Đoạn clip được camera giám sát trên xe buýt ghi lại hôm 10 tháng 6. Theo clip, Hình ảnh một con nai bên đường bị tông trúng và lao qua kính chắn gió của một chiếc xe buýt công cộng. Được biết, chiếc xe buýt đang đi từ Kennedy Plaza đến bãi biển Oakland vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo cảnh sát địa phương, có 6 hành khách trên xe buýt vào thời điểm đó. Hai người được đưa đến bệnh viện với các vết thương do kính chắn gió văng vào người và người thứ ba tự đến bệnh viện. Ba hành khách còn lại không bị thương và chú nai đã chết trên xe buýt. Miếng gỗ lớn đập thẳng vào kính lái ô tô khi đang đi trên cao tốc. Một mảnh gỗ lớn rơi ra khỏi chiếc xe tải đã va trúng vào chiếc ô tô con ở làn đường bên kia khiến nhiều người trong xe hoảng hốt. Đoạn clip được trích từ camera hành trình hôm 7 tháng 6 ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Theo clip, miếng ván lớn rơi ra từ phía sau một chiếc xe bán tải rồi bay ngang qua đường. Sau đó lao về phía kính chắn gió của một chiếc ô tô gắn camera hành trình bên làn ngược chiều khiến kính chắn gió của chiếc xe bị vỡ. Dù tấm ván không xuyên qua chiếc xe nhưng để lại nhiều vết nứt trước khi tài xế giảm tốc độ và dừng lại kiểm tra xe. Được biết, ngoài kính chắn gió, gương chiếu hậu và nắp capo của chiếc xe cũng có vết lõm. Tài xế sau đó đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa thể lần ra dấu vết tài xế vì camera an ninh không chụp rõ biển số xe. May mắn, không có ai bị thương và vụ việc vẫn đang được điều tra. Bé trai ngỡ ngàng trước hành động của mẹ và cậu khi có tia sét vừa thấy tia sét lóe lên chói cả sân, cả mẹ và cậu đều vội vã bỏ chạy vào trong nhà khiến đứa trẻ mới lên hai chỉ biết vội vã bò theo trong hoảng sợ. Đoạn clip được trích từ camera an ninh ngoài hè lúc 19h25 phút hôm 8 tháng 6. Sau khi được đăng tải, cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng khiến nhiều người vừa cảm thấy vừa hài hước lại có chút không đồng tình với hai nhân vật trong clip. Theo clip, bé trai 2 tuổi đang ngồi chơi với cậu ngắm mưa ngoài sân và người mẹ trẻ đang bên cạnh nói chuyện. Đúng lúc này, những tia chớp chợt lóe lên khiến cả người phụ nữ và nam thanh niên vội vã bỏ chạy vào trong nhà để mặc cậu bé 2 tuổi vội vã bỏ theo sau. Dưới phần bình luận một số người cho rằng đoạn clip chỉ mang tính chất hài hước, thì số khác lại dành nhiều lời chỉ trích nhắm vào hai người trưởng thành không biết bảo vệ em nhỏ khi gặp tình huống nguy hiểm.